Sự thật về chú rể sinh năm 2000, cô dâu sinh năm 1990 đang gây bão mạng. Thông tin sai sự thật về một cặp cô dâu chú rể ở Mỹ Tho, Tiền Giang đang được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội những ngày gần đây gây ảnh hưởng tới những người trong cuộc. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ hình ảnh về cặp đôi cô dâu chú rể ở Tiền Giang. Cô dâu xinh đẹp, chú rể bảnh bao, nhưng điều gây sự chú ý chính là dòng chú thích chú rể 2000, cô dâu 1990, tình yêu không quan trọng tuổi tác. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người còn ngạc nhiên và cũng không ít người đặt ra nghi vấn liệu đây là ảnh thật hay là ảnh ghép, có phải Photoshop quá đà với mục đích là câu like. Sau khi bộ ảnh được đăng tải, nhân vật chính của bộ ảnh cũng nhanh chóng tìm ra đó là chú rể LPP và cô dâu HM liên hệ với chủ nhân bức ảnh P cho biết anh thực sự cảm thấy bức xúc khi những hình ảnh của mình lại bị các diễn đàn mạng chia sẻ đưa những thông tin sai sự thật. Theo đó, P cho biết đây chính xác là ảnh cưới của anh, tuy nhiên cặp đôi chỉ hơn nhau 2 tuổi và không phải 10 tuổi như nhiều trang mạng đưa tin. Việc đăng tải như vậy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cả hai khi liên tục có người nhắn tin bình luận làm phiền. Thực tế, hai vợ chồng chỉ cách nhau 2 tuổi, vừa khéo với quan niệm gái hơn hai, trai hơn một trong dân gian. P cùng thẳng thắn cho biết hiện tại anh đã làm đơn kiện những tài khoản đăng tải hình ảnh sai sự thật với mục đích câu like ảnh hưởng đến cuộc sống. P nói, tôi 22 tuổi và vợ tôi 24 tuổi, nhưng họ lại ghi là 1990 với 2000, tôi đang làm giấy tờ và sẽ kiện. Chia sẻ về bức hình, PM và vợ P cho biết cặp đôi quen nhau hơn một năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân, đối với cả hai tuổi tác không quan trọng. Đó không phải là lý do để mọi người bàn tán và nói sai sự thật như vậy anh P và chị M mong muốn các trang mạng không bị đặt thông tin gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Và đây là hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi vợ chồng mới cưới. Đám cưới chạy bầu của cặp đôi cô dâu 13 tuổi, chú rể 14 tuổi gây xôn xao dân mạng Việt. Vẫn vâng biết thời nay yêu sớm dẫn đến tình trạng kết hôn sớm cũng không còn là chuyện quá xa lạ. Chưa bằng đến vấn đề pháp luật, có không ít trường hợp cô dâu và chú rể còn quá nhỏ tuổi để có thể lo cho cuộc sống tương lai Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao bàn luận trước những thông tin và hình ảnh được cho là đám cưới chạy bầu của một cặp đôi chỉ khoảng 13-14 tuổi. Những bức ảnh cưới cho thấy là đôi bạn trẻ có ngoại hình nhỏ tuổi, khuôn mặt cũng còn rất là ngây thơ, điều đáng nói là chưa rõ thực hư, nhưng dân mạng vẫn lao vào bình luận chỉ trích hai em chưa đủ tuổi kết hôn mà vẫn được gia đình tổ chức lễ cưới linh đình, có sự chúc mừng của đông đảo bạn bè người thân. Sau khi chia sẻ đoạn clip và những bức hình cưới đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao, đa phần mọi người đều tỏ ra sốc trước đám cưới của cặp đôi này. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không có ít ý kiến cho rằng, cặp đôi này thật ra sinh năm 2000, nay đã 17 tuổi, hơn nữa đám cưới của cô dâu và chú rể 10X ở huyện Quỳnh Hợp, Nghệ An tổ chức từ đầu năm ngoái, chứ không phải mới đây như mọi người lầm tưởng. Dù chưa rõ thật hư thông tin sự việc, nhưng đám cưới của cặp đôi được cho là 10X ở Nghệ An này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Đám cưới của cặp đôi đón dâu bằng xe đạp khiến dân mạng phì cười. Kéo đến cảnh bơm xe suýt, kéo đến cảnh bơm xe suýt tụt huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, hàng loạt hình ảnh về đám cưới bá đạo được chia sẻ và thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Để tạo ra sự mới lạ, không đụng hàng, các bạn trẻ đã cố gắng sáng tạo ra đám cưới có 102. Đơn giản là một bộ ảnh cưới mang phong cách mới lạ như về vùng nông thôn hay đám rước dâu bằng siêu xe. Hay đơn giản như, đám cưới đón dâu bằng xe đạp mới cực chất làm sao. Mới đây trên hàng loạt các trang thông tin đã chia sẻ hình ảnh đám cưới của cặp đôi gần nhà nhau, có lẽ vì khoảng cách quá gần nên họ đã lựa chọn đi xe đạp để đón nhau về dinh. Hiện tại dân mạng vẫn chưa xác định được danh tính của cặp cô dâu chú rể này, nhưng có lẽ đây sẽ là đám cưới hot nhất ngày cuối tuần. Hình ảnh chú rể khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm và ngồi trên chiếc xe đạp đời cũ chở cô dâu phía sau làm nhiều người phì cười không chỉ cô dâu chú rể và toàn bộ thanh niên trong làng cũng dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển từ nhà chú rể sang nhà cô dâu ngoài hình ảnh siêu lãng mạn của cặp cô dâu chú rể chở nhau bằng xe đạp thì khoảnh khắc người đàn ông vui vẻ bơm xe cũng thu hút mọi người muốn xe lăn bánh đều thì phải căng hơi nên người đàn ông đã đứng trước cửa đám cưới để kiểm tra từng chiếc lốp để bơm hành động giản dị và gương mặt tràn đầy hứng khởi của người đàn ông càng làm cho đám cưới của cặp đôi thêm phần hạnh phúc không cần dựng chiếc xe sang trọng, chỉ cần yêu thương đủ đông đầy, thì dù là chiếc xe đạp cũ kỹ cũng là điều để ta nhớ suốt cuộc đời. Sóc chú rẻ 16 cô dâu 71 và của hồi môn 15 đô la Quý vị và các bạn thân mến, anh Selamat Rayyadi, 16 tuổi, sống ở Nam Sumatra, Indonesia, vừa sánh duyên cùng chị Rohaya, 71 tuổi. Lễ cưới của hai người được tổ chức rầm rộ vào hôm thứ Bảy tuần trước tại nhà của già làng Karanganda, Mặc dù đám cưới được diễn ra vào ban đêm để tránh sự hiếu kỳ, nhưng những người làng bên vẫn có hàng trăm vị khách không mời mà đến. Không hiểu bằng cách nào mà hai người yêu nhau và muốn sống cùng nhau khi cả hai chia nhau đến 55 tuổi, cũng không hiểu bằng cách nào chàng trai trẻ lại có thể thuyết phục gia đình đồng ý và còn ban phước lành cho cậu ta. Về phía cô dâu 71 tuổi, bà đã phải trải qua một quãng thời gian khá khó khăn để đến được với tình yêu đời mình. Rồi hai gia là một quá phụ đã từng qua hai đời chồng và có một người con trai 19 tuổi Vậy nên người họ hàng duy nhất của bà là ông anh họ, 75 tuổi, lại cảm thấy rất xấu hổ và kịch liệt phản đối với đám cưới này. Theo Odity Central, chú rể Salamat đã lên kế hoạch rất bài bản. Trước hết anh hỏi ý kiến anh con trai của Rohaya. Ban đầu anh ta khá sốc trước thông tin này, nhưng rồi anh ta đồng ý với điều kiện lãnh đạo địa phương không gây cản trở đi dưới đám cưới, cũng như anh con trai lãnh đạo địa phương Kuzwoyor cũng khá bất ngờ với lời đề nghị trên, nhưng rồi ông đồng ý cho đám cưới diễn ra nếu gia đình hai bên đồng thuận. Ban đầu anh họ của bà Rohaya là ra Úc đã không đồng ý, nhưng rồi cả hai đã dọa sẽ tự tử nếu bị cản trở. Cuối cùng Raup buộc phải miễn cưỡng đồng ý và đứng ra làm chủ hôn cho cả hai. Sau khi loạt hình ảnh và video của đám cưới bất thường được các phương tiện truyền thông Indo và các trang tin tức lan truyền, nhiều người vẫn không tin rằng đó là sự thật. Một điều rất khó tin là hai người thực sự yêu và rằng không có động cơ tài chính cho sự kết hợp này cả hai đều rất nghèo khổ và thậm chí Selamat chỉ mang đến cho Rohaya một khoản hồi môn chỉ 200.000 rupee, tương đương 15 đô la. Hiện Selamat đã chuyển đến nhà của Rohaya và cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật của mình. Đám cưới gây sốt mạng xã hội, chàng 1m83 lấy nấm lùn 1m39, hơn nhau tận nửa mét vẫn bất chấp về chung nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tình của những cặp đôi đổi lệch luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và câu chuyện đám cưới hạnh phúc của chàng trai 1m83 và cô gái 1m39 ở Cẩm Khê Phú Thọ là minh chứng cho việc tình yêu bất chấp khoảng cách về chiều cao. Có lẽ đối với những cặp đôi yêu nhau bình thường, lấy được nhau đã là một chuyện đáng vui mừng rồi. Nhưng với cặp đôi chồng hơn vợ cả nửa mét này, thì để có một cái kết đẹp, họ đã phải nắm tay nhau trải qua muôn vàng khó khăn. Đám cưới tuy diễn ra ở một vùng quê trung du nghèo thuộc huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, nhưng không khí lại vô cùng vui tươi và nhộn nhịp. Bà con hàng xóm và bạn bè kéo về rất đông để chúc mừng cô dâu chú rể được về chung một nhà. Được biết, chú rể cao kèo 1m83 này là Nguyễn Văn Thủy sinh năm 1990 và cô dâu là Nguyễn Thị Hoa Hậu sinh năm 1994 ở cùng xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ với chiều cao 1m39, mặc dù đã mặc váy cưới và đi giày cao gót, song cô dâu chỉ đứng đến vai chú rể. Theo chia sẻ, khi MC lém lĩnh có hỏi chú rể rằng, hai anh chị đã hôn nhau mấy lần rồi, chú rể vui vẻ đáp, nếu mà hỏi bao nhiêu lần thì mình chẳng nhớ được, vì lúc hôn nhau bọn mình chỉ có hai người, chứ không hôn trước mặt bao người thế nào đâu, thôi có gì tối về bọn mình hôn nhau bù nhé. Sau câu trả lời, tưởng rằng chàng trai sẽ nghẹn ngùng, e thẹn, không dám hôn cô dâu. Nhưng ai ngờ, anh chàng lại ngay lập tức cúi người nắm lấy tay cô dâu và hôn say đắm sự ngọt ngào của cặp đôi khiến người tham dự đám cưới vỗ tay và hưởng ứng nhiệt tình anh tuấn anh bạn chú rể cho biết lúc đầu bọn mình đều không nghĩ cặp đôi này sẽ đến được với nhau vì chênh lệch chiều cao quá không thể ngờ tình yêu của họ lại bền bỉ như vậy quên nhất một người bạn tham dự đám cưới cũng chia sẻ rằng mọi người ở đây đều dành lời chúc tốt đẹp cho đôi bạn trẻ được biết mặc dù khi hai bạn dắt tay nhau về ra mắt gia đình Gia đình hai bên đã phản đối dữ dội, nhưng cặp đôi không hề từ bỏ mà đã kiên trì thuyết phục gia đình. Và đám cưới này chính là minh chứng cho tình yêu không ngại khoảng cách của cô dâu và chú rể. Văn Thủy, chú rể của đám cưới chia sẻ rằng, chúng mình yêu nhau được 5 năm rồi. Khi hình ảnh đám cưới của bọn mình được lan truyền trên mạng, đăng tải trên Facebook, mình và vợ cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Không giấu đổi niềm hạnh phúc thì cô dâu cho biết hai người từng trải qua những khó khăn và dèm pha của xã hội Hoa hậu hạnh phúc chia sẻ rằng tình yêu 5 năm, năm của chúng mình là minh chứng chứng tỏ cho gia đình, bạn bè xã hội biết không có cái gì là khoảng cách khi hai người thực sự yêu nhau. Vượt qua tất cả khó khăn cuối cùng thì cặp đôi đổi lịch đã cùng nhau viết lên câu chuyện cổ tích đời thường khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi bức ảnh về cặp đôi này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chúc mừng đến cô dâu và chú rể. Độc giả Trung Kiên bình luận rằng chúc mừng hai bạn đã đến được với nhau, mong hai bạn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Trước đó chuyện tình yêu của cặp đôi trên nhau 100kg, 40kg, Tú Linh và Khánh Thiện cũng nhận được sự quan tâm và ngưỡng mộ của cư dân mạng. Trong khi Thiện nặng tới một tạ thì cô người yêu xinh xắn lại có ngoại hình nấm lùng với cân nặng khiêm tốn là chỉ khoảng 40kg. Cặp đôi Hồng Trung và Hoài Thương cũng có những khoảng cách cân nặng chênh lệch như thế. Ngay khi trung ngõ lời yêu, anh đã nhận được một lời thách thức ngộ nghĩnh từ người trong mộng rằng phải giảm được 30kg thì mới chấp nhận yêu. Bởi vì giữa hai người có sự chênh lệch khá lớn về chiều cao lẫn cân nặng. Chàng thì cao 1m82 nặng 134kg, trong khi nàng cao 1m62 và mức cân là 50kg. Cặp đôi đũa lệch này lại có sự chênh lệch ngược lại. Người có mức cân nặng lớn lại là bạn gái chứ không phải là người con trai. Đó là câu chuyện của Thanh Tùng và Thanh Mai. Với ngoại hình thư sinh cùng gương mặt điển trai, Thanh Tùng từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định kết hôn với bạn gái hơn mình 30kg. Những câu chuyện tình trên đây là minh chứng lớn nhất cho việc tình yêu không có khoảng cách. Chỉ cần các cặp đôi luôn có niềm tin mãnh liệt, cùng cầm tay nhau vượt qua mọi khó khăn và chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương thì đám cưới cổ tích chắc chắn sẽ thuộc về hai người.